là sản phẩm 3 trong 1, vừa để ở, vừa có giá trị tự khai thác kinh doanh, vừa mang lại cơ hội tăng giá tốt. Doanh thu từ việc cho thuê có thể đạt từ 8 đến 12% trên năm và tăng lên 15% nếu lượng khách hàng ổn định. Theo một báo cáo của CBRE Việt Nam cho biết, mật độ của loại hình shop house thường chỉ chiếm từ 2 đến 5% số lượng các sản phẩm tại dự án bất động sản. Điều này đã tạo ra tính khan hiếm là nhân tố khiến giá trị chuyển nhượng và cho thuê của mô hình nhà phố thương mại luôn ở mức cao. Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, thời gian gần đây, chủ đầu tư đã lựa chọn giải pháp phát triển shop house về các tỉnh tiềm năng kinh tế đang có nhiều dư địa phát triển. Quý vị thân mến, khi các khu đô thị lớn đã có quá nhiều dự án tập trung, giá cả chững lại thì việc mở rộng thị trường đến các vùng ven tiềm năng vẫn đang được đánh giá là xu hướng lâu dài của các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là những vùng kinh tế mới đang dần đông đúc dân cư, hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Shop house là loại hình bất động sản không mới trên thế giới. Nó đã làm mưa gió trên nhiều quốc gia phát triển tại châu Á như Singapore, dãy phố mua sắm Geylang, Malaysia, shop house ở Penang, Malacca. Tuy mới xuất hiện ở Việt Nam, nhưng những năm gần đây, shop house cũng nhanh chóng chứng tỏ mình và tạo nên cơn sóng đầu tư mạnh mẽ. Ưu điểm của nhà phố thương mại shop house là thỏa mãn đồng thời cả hai tiêu chí, vừa để ở, vừa khai thác hoặc cho thuê kinh doanh mà không phải tốn chi phí cải tạo so với nhà truyền thống trước đây. Kinh doanh thường gắn liền với cả cái nơi ở luôn. Thì thực ra cái việc cái mô hình shop house nó cũng là cái bước mà nó tiếp tục từ cả một quá trình từ trước rồi. Nó lan tỏa từ các thành phố lớn về các cái khu vùng miền. Chính vì vậy thì cái shop house nó sẽ phát triển tốt trong cái năm 2022. Theo bộ phận nghiên cứu thị trường của Greenland, ngay trong năm 2021, nhu cầu mua nhà phố shop house phát triển mạnh, đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt tại một số thị trường tỉnh. Đây là những khu vực có hệ thống hạ tầng giao thông và xã hội đồng bộ, nên đặc biệt thu hút dân cư sinh sống và kích thích các nhu cầu về thương mại để phục vụ cho đời sống dân cư. Điển hình như tại Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Phước, Long An, các dự án shop house khi triển khai tại tỉnh, huyện, vùng kinh tế mới còn được đánh giá sẽ khắc phục những nhược điểm của các khu nhà phố kiểu cũ. Khu nội đô thì quỹ đất nó đã giới hạn rồi, cho nên người ta phát triển ra vùng ngoại vi. Trong vùng ngoại vi thì ngoài phát triển nhà ở thì phải đi đôi đến các cái dịch vụ khác liên quan đến thương mại để phục vụ cho đời sống của cư dân đô thị. Cho nên tôi nghĩ là cái xu hướng phát triển shop house ở các cái khu đô thị ngoại ô ấy, sẽ là một xu thế của tương lai. Các khu đô thị mới, khu phố mới nó có loại hình shop house là một cái loại hình tất yếu. Bất động sản của các tỉnh sẽ tăng trưởng tốt bởi vì nó tạo ra những cái mặt trao đổi về hàng hóa, kinh tế. Đi liền với quá trình bảo vệ môi trường và gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ thì nó sẽ có sức thu hút tốt hơn. Thời điểm hiện tại, shop house tại các thị trường lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có mức giá cao lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông. Chính vì thế, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang lựa chọn shop house tại địa phương đang phát triển với suất đầu tư hợp lý. Các dự án tiềm năng có sức hút lớn có thể kể đến như dự án Demotropole Hà Tĩnh, Vimcom shop house tại Quảng Trị. Tại miền Nam, nhiều một loạt các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Sài Gòn Trung Lương, Bến Lức, Long Thành giúp kết nối trực tiếp hệ thống cảng Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép, Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành đã khiến Long An trở thành điểm sáng mới cho các nhà đầu tư bất động sản. Có thể kể đến nhà phát triển dự án Mix Group đã đón đầu làn sóng với dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Dự án có quy mô hơn 400 căn nhà phố shop house với tổng diện tích 11 hecta, sở hữu lối kiến trúc Á Âu cùng hệ thống tiện ích kín như hồ bơi, công viên, sân tennis, trường học, phòng khám đa khoa, phòng tập gym, spa, khu cà phê sân vườn. Việc phát triển hệ sinh thái cho cư dân là điều đặc biệt quan trọng đối với các dự án nhà ở để tạo ra các giá trị sử dụng lâu dài cho người mua. Dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa của chúng tôi thì hiện tại nó là một cái dự án trọng điểm của MIC trong năm 2022 và đây là một cái dự án đánh dấu sự quay trở lại của MIC ở thị trường miền Nam. Do đó chúng tôi đầu tư rất là nhiều những cái tâm huyết trong cái dự án này. Dự án thì cách thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng hơn 30 phút di chuyển. Nó đã là trung tâm của thành phố Đức Hòa trong tương lai, trong năm 2025. Chúng tôi đánh giá là cái dự án này sẽ là một cái tiềm năng rất là lớn cho các cái nhà đầu tư khi mà mong muốn đầu tư vào một cái dự án ở tỉnh và đặc biệt là một cái thị trường nóng như là Long An. Không chỉ có tiềm năng tăng giá, chúng tôi tin tưởng rằng khi mà dự án
phát triển và đi vào hoạt động. Dự án sẽ mang lại giá trị bền vững khi mà sinh lời từ việc cho thuê cũng như là việc buôn bán tại chính dự án. Quý vị thân mến, với ưu thế về đa dạng tiện ích, khả năng kinh doanh cùng các dư địa phát triển, phân khúc nhà ở thương mại Shophouse tại các vùng kinh tế mới được giới chuyên gia đánh giá là không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển địa phương mà còn giúp nâng cao đời sống người dân. Đây được cho là một kênh đầu tư tốt, giàu tiềm năng trong thời gian tới. Và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Bất động sản Việt Nam ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn còn thiếu gì cho chiếc sống hạng sang? Di chuyển bằng khoang hạng sang, lựa chọn xe full option hạng sang, nghỉ dưỡng tại điểm đến hạng sang sẽ chưa đủ nếu bạn chưa sở hữu căn hộ hạng sang được Matrix One. Kết nối trực tiếp với sân vận động Mỹ Đình kế bên Bộ Ngoại giao. Tổ hợp đường Matrix One sở hữu không gian cảnh quan lan tỏa theo chiều rộng, khoảng xanh đa lớp trải khắp theo chiều thẳng đứng, tầm nhìn panorama triệu đô, thiết kế thời thượng. Đường Matrix One, sản phẩm hạng sang của tập đoàn Big Group.